Xin chào mọi người, hôm nay thì mình hướng dẫn các bạn sửa chiếc quần nó bị chật bụng các bạn nhé. Thì cái quần này hiện tại bây giờ cái bụng của nó là 72 và mình nới ra 2 phân thôi. 2 phân thì chúng ta sẽ nới đằng sau của quần nhé. Đây. Đây là đằng trước này các bạn này. Đó. Và bây giờ mình sẽ nới đường đằng sau này nhé các bạn nhé, cái nối đằng sau. Ta sẽ tháo mình cái đường may cho đằng sau này, may là còn một chút các bạn. Chúng ta sẽ nối chỗ này ra này, tháo ra các bạn nhé. Thì đây là do mình làm quen rồi ấy, mình sẽ sử dụng kéo mình cắt. Còn đâu các bạn thì nên lấy cắt một mũi chỉ và chúng ta sẽ giật từng mũi nhé, không sẽ bị rách quần đó các bạn. Thì chúng ta gỡ khoảng rộng của nó là trên 10 phân đi các bạn. Đó. Chúng ta gỡ sang hai bên, nó tầm trên 10 phân. Khi chúng ta gỡ được cái điểm này ra rồi ấy, thì chúng ta sẽ may vào luôn các bạn nhé. Đây, đây là cái đường đũng này các bạn này. Thì cái đường đũng này nó còn rất là ít, mình sẽ, nó cũng chỉ bóp vào 2 phân thôi, à nới ra 2 phân thôi ấy. Đây, thì chúng ta sẽ may ra đến đây là vẫn còn đúng không các bạn. Khi chúng ta may xong rồi, chúng ta vẫn để cái đường này nhé. Đường này chúng ta vẫn để nguyên, mình chưa tháo ra vội. Chúng ta may vào rồi chúng mình ta mới tháo ra để cái chỗ này nó đang giữ được cái chuẩn đường chuẩn ấy của cạp ấy. Nếu chúng ta tháo ra trước thì chúng ta may sẽ khó hơn. Mình thì thế nào mình may cũng được, nhưng các bạn nếu mà mới làm thì sẽ khó hơn ấy, nó sẽ bị lệch. Rồi bây giờ mình bắt đầu may vào như vậy nhé. Đây các bạn, chúng ta sẽ đặt kim từ khoảng bên dưới khoảng 15 phân các bạn, nghĩa là từ cái đường của chân của cạp này này, chứ không phải từ trên đầu cạp nhé. Đó, chúng ta sẽ đầu từ điểm đó. Chúng ta may và chúng ta vút dần ra. Ở bên dưới chúng ta vẫn may gần sát với đường may nhé. Lên dần. Chúng ta sẽ đi ra bên ngoài dần các bạn ạ. Thì mình may thế này với 2 phân ấy, thì mỗi bên nó sẽ được mình may vào. Đường may là 1 phân nhưng mà mỗi bên nó sẽ được rộng ra là 2 phân các bạn ạ. Và chúng ta may hai đường này chúng ta may cho nó khớp với nhau, không bị lúc nào nó sẽ bị lệch quần rất là xấu. Chúng ta may đường chỉ là chồng lên nhau các bạn ạ. Cái máy này nó kêu hơi to. Các bạn hãy cố gắng ủng hộ kênh YouTube của mình để mình sau này khi mình có cơ hội nhận tiền YouTube thì mình sẽ mua một cái máy xịn sò hơn để làm những video tốt hơn cho các bạn xem nhé. Đây, chúng ta bây giờ chúng ta đã nới được cái đường bên ngoài này, chúng ta sẽ giữ nhé. Chúng ta gỡ cái đường bên trong này. Thì đường bên trong các bạn lấy cái mũi kéo này. Đó, cạnh cái đường may này ra này. Chúng ta cạy cái đường chỉ này ra nhá. Các bạn thông cảm vì khá lâu rồi mình cũng không là ra video, vì là mình cũng bị trục trặc về cái vấn đề bật kiếm tiền ở trên kênh YouTube. Thì hiện tại mình đã làm được rồi, mình sẽ trở lại và mình sẽ ra nhiều video hơn gửi đến các bạn. Chúng ta cứ giật bên này, chúng ta gỡ đây, tóm được cái chỉ bên này, chúng ta giật cái rồi chúng ta lại quay sang bên mé bên này nhé các bạn nhé. Và chúng ta giật bên này, chúng ta kéo nó lên.
chúng ta lại lật sang bên này nhé. Nó sẽ hơi lâu nhưng mà mình làm như thế này thì nó sẽ cẩn thận, nó không bị rách quần các bạn ạ. Nếu như chúng ta dùng kéo thì những cái đường này nó sẽ rách lắm, mình không nhìn thấy ấy. Thấy chưa, mình may nó từ dưới này nó bé dần nhé các bạn nhé. Đây này, đấy, nó bé dần, nó to dần ra, mình nhầm, đây lên trên thì mình sẽ mở ra hơn, mở ra bên ngoài hơn. Đấy, bạn nhìn rõ chưa? Nếu như chưa rõ thì lần sau mình sẽ làm lại nhé các bạn nhé, mình sẽ quay một cái video nữa để gửi đến các bạn chuẩn hơn. Và chúng ta gỡ được đúng cái khớp của cái đường may đây các bạn này. Đấy, bây giờ nó chồng vào mình, đường may nó chồng vào nhau rồi, chúng ta đến đây chúng ta sẽ dừng lại. Chúng ta không tháo nữa. Bây giờ thì nó đã trùng rồi các bạn nhé. Đã trùng đường may rồi. Ở trên này chúng mình còn một ít đúng không? Trên này mình sẽ dùng kéo mình cắt đi cho nó nhanh. Các bạn cứ làm theo ý của theo các bạn nhé, vì là theo cái cách mình dạy ấy, dùng kéo thì rất là dễ rách quần nếu như không biết cỡ. Còn bạn nào mà biết rồi thì chắc có lẽ là cũng không cần phải xem cái video này của mình. Mình chỉ hướng dẫn cho các bạn mới tập làm thôi. Đây, và bây giờ mình đã nới ra rồi các bạn ơi. Nới ra rồi. Và chúng ta sẽ rẽ cái đường này ra này. Rẽ đường này ra. Đó. Chúng ta gập lại này. Gập lại như các bạn nhé. Lại và chúng ta gập cái đường này này. Đây là bên trong nhé, mình đang gập cái bên trong. Đấy. Rồi bây giờ thì lật ra bên ngoài đây các bạn. Cái này nó còn ít quá nên mình nới chắc nó chỉ được tầm 1/2 thôi, không được đến 2 phân. Đây, và chúng ta sẽ đặt cái mặt dưới xuống dưới nhé, mặt trên thì chúng ta để hướng lên trên. Ta sẽ may lại đến cái đoạn mà chúng ta là may ấy, đối với đường may cũ ấy, thì chúng ta sẽ lại lại mũi lại để cho nó chắc chắn. Lâu rồi không làm video. Rồi bây giờ mình sẽ đo nhé các bạn nhé. Lúc nãy nó là 72 đúng không? Bây giờ mình đo. Ồ, các bạn ơi, bây giờ thì hiện tại là cái quần này nó đã được 74 các bạn ạ. Thế là nó cũng được 2 phân nữa các bạn. Rồi bây giờ thì chúng ta đã hoàn thành, và chúng ta chỉ cần là cái chỗ này ra là nó sẽ đẹp các bạn ạ. Xin cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở video sau nhé.